Xin được kính chào các bạn khán giả Việt Nam đến với bản tin bóng đá Việt Nam trưa ngày 23 tháng 10 trên kênh Tết Trần TV. Mở đầu bản tin sẽ là một thông tin rất tích cực và đáng chờ đợi đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang nỗ lực để hoàn tất các thủ tục về kỹ thuật để Nguyễn Xuân Son có thể tham dự ASEAN CUP 2024 cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang cố gắng để giải quyết các rào cản về mặt kỹ thuật liên quan đến quy định của FIFA và AFC để tiền đạo Nguyễn Xuân Son đủ điều kiện tham dự ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam. Chân sút 27 tuổi đang được không ít người mộ bóng đá Việt Nam mong chờ khoác lên mình chiếc áo màu đỏ. Trước đó, Xuân Son đã chính thức nhận được quốc tịch Việt Nam vào ngày 15 tháng 10 sau một thời gian chờ đợi các thủ tục nhập tịch. Thông tin này đến trong thời điểm Văn Quyết vừa đưa ra quyết định dã từ sự nghiệp đội tuyển quốc gia. Nếu Xuân Son được triệu tập thì đó sẽ là một sự bổ sung rất kịp thời để thay thế cho Văn Quyết. Không những vậy, Xuân Son còn giúp cho ông Kim có thêm sự lựa chọn bên cạnh hai tiền đạo là Tiến Linh và Tuấn Hải. Tuấn Hải vừa trở lại nên có lẽ cần thời gian để đánh giá tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc cạnh tranh với hai người đồng nghiệp còn lại trên hàng công. Trong khi đó, Tiến Linh vẫn đang thể hiện phong độ rất cao ở V-League mùa giải năm nay. Sau 4 vòng đấu tại V-League, Tiến Linh đã thi đấu 352 trên 360 phút cho BKMX Bình Dương. Cầu thủ sinh năm 97 đã ghi được 4 bàn thắng, anh cũng đã lập công trong trận đấu gặp Bình Định ở Cúp Quốc gia. Hiệu suất ghi bàn trung bình đạt một bàn một trận, đây là hiệu suất làm bàn cao nhất của tiền đạo gốc Hải Dương từ trước đến nay. Điều đó giúp cho thứ hạng của đội bóng đất thủ đang rất tốt trên bảng xếp hạng V-League. Với riêng Tiến Linh, việc ghi bàn đều đạn giúp cho anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League thời điểm này. Đáng chú ý hơn, dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Tiến Linh đã đóng góp một nửa số bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam thời điểm này thể hiện vai trò cực kỳ quan trọng của mình trong áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, tuyển đạo nhập tịch Sơn Son từng có thời điểm tịt ngòi 3 trận liên tiếp của Nam Định trên mọi đấu trường từ đầu mùa đến bây giờ. Ở giai đoạn đầu của mùa giải, Xuân Son đang hụt hơi so với Tiến Linh. Điều này vô tình khiến cho suất đá chính trên hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đang khó đoán hơn bao giờ hết. Nếu Xuân Son có thể kịp tham dự ASEAN Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang Sik chắc chắn sẽ cảm thấy đỡ đau đầu hơn trong việc tìm phương án cải thiện hàng công của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Từ khi nhận chức thuyền trưởng cho đến nay, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ghi được 6 bàn thắng trong 5 trận đấu và cũng chỉ có một chiến thắng. Trong đó, Tiến Linh đóng góp 3 bàn, Tuấn Hải 2 bàn và Vĩ Hào cũng đã có được một bàn thắng trong trận đấu gặp Ấn Độ vừa qua. Ngoài Tuấn Hải và Tiến Linh, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa có một tiền đạo chuẩn nào khác có thể gánh vác hàng công trên đội tuyển Việt Nam. Bài toán trên hàng công của đội tuyển Việt Nam cũng đang dần dần được giải quyết. Còn về hành lang cánh trái rất có thể chúng ta sẽ có thêm sự bổ sung của Jason Peden Quang Vinh. Được biết cầu thủ Việt Kiều Pháp đang hoàn tất thủ tục nhập tịch và rất có thể anh sẽ kịp tham dự ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển quốc gia. Như vậy, huấn luyện viên Kim Sang Sinh có thể triệu tập học trò để thử nghiệm và lắp ghép vào đội hình. ASEAN Cup 2024 đang dần nóng lên khi chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 năm 2025. Theo kế hoạch, những chiến binh sao vàng sẽ có chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc trong tháng 11 tới đây nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu số 1 của khu vực. Kế hoạch này sẽ giúp cho huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các cục sự có thêm quỹ thời gian nhiều hơn để tận dụng và hoàn thiện nhân sự, ổn định đội hình và lối chơi cho đoàn quân áo đỏ. Lực lượng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN CUP 2024 là một trong những vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm lớn của giới chuyên môn, truyền thông cũng như đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào việc đoàn quân áo đỏ có được sự phục vụ của những nhân tố mới như tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son hay hậu vệ Việt Kiều Jason Peden Quang Vinh. Về phía Jason Peden Quang Vinh, hậu vệ có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam, đã trở về và đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà, Hà Nội từ đầu mùa giải V-League 2024-2025. Quang Vinh mặc dù từng thi đấu cho đội trẻ U16 và U18 Pháp nhưng chưa từng lên đội tuyển quốc gia Pháp, do đó anh hoàn toàn đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nếu có quốc tịch và được triệu tập. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam được cho là đã có những trao đổi với câu lạc bộ Câu Hà Nội về việc xem xét thúc đẩy quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch cho hậu vệ Jason Peden Quang Vinh. Đáng chú ý, theo một số nguồn tin mới đây Thủ tục nhập tịch của Quang Vinh đang được xúc tiến và nhiều khả năng sẽ nhận được quốc tịch Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2024. Có thể thấy, nếu sớm hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, Jason Quang Vinh hoàn toàn có cơ hội được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trước mắt để thử nghiệm và lắp ghép đội hình. Hợp về này chắc chắn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự của đoàn quân áo đỏ ở chiến dịch ASEAN Cup 2024 tới đây. Trường hợp của Quang Vinh gợi nhớ lại hành trình lên đội tuyển Việt Nam của Nguyễn Philip Thủ môn Việt Kiều Séc cũng đã có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Về phần mình, Jason Peden Quang Vinh cũng đã rất nhiều lần chia sẻ khát vọng được cống hiến trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các bạn thân mến, những thông tin về Xuân Son và Quang Vinh cho thấy đội tuyển Việt Nam chúng ta đang rất gấp rút hoàn tất vấn đề về nhân sự để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực diễn ra vào cuối năm nay. Còn ở thời điểm hiện tại, một đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định cũng đang rất tích cực chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục diễn ra vào ngày 24 tháng 10. Sau chiến thắng tương bừng 4-1 trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 4 V-League 2024-2025, Nam Định đã hành quân lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Tampines Rovers tại AFC Champions League 2. Ở trận đấu vừa qua tại V-League, Nam Định đã nhận được tín hiệu tích cực từ Nguyễn Xuân Son khi chân sút này lập một cú đúp. Điều này đã giúp cá nhân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cảm thấy tự tin hơn trước trận đấu với đại diện của Singapore. Huấn luyện viên Hồng Việt chia sẻ: "Những trận đấu trước đây, tôi thấy Nguyễn Xuân Son luôn tỏ ra nóng vội trong những tình huống cuối cùng để dứt điểm và ghi bàn. Sau thời gian nghỉ vừa rồi, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ, các bài phối hợp tấn công, tập luyện những phần dứt điểm cho các tiền đạo. Vì vậy, nay các bạn đã làm tốt hơn." Phải thừa nhận các chân sút của chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tôi hy vọng họ sẽ khắc phục để có thể dứt điểm tốt hơn trong trận đấu sắp tới với Tempines Rover. Trong chuyến làm khách sắp tới, Nam Định đang hướng đến lấy chọn 3 điểm để tạo ra lợi thế trong việc giành vé đi tiếp ở bảng G. Đội bóng Thành Nam cũng không được phép xảy chân bởi chỉ một kết quả không như ý trước Tempines Rover. Họ sẽ có nguy cơ phải dừng bước sớm ngay từ vòng bảng. Thực tế, xét về tương quan lực lượng, Nam Định được đánh giá cao hơn so với đại diện của chủ nhà Singapore. Ngoài việc sở hữu 8 tây trong đội hình, Nam Định cũng có trong tay nhiều ngôi sao chất lượng của bóng đá Việt Nam. Thời gian vừa qua, Tampines Rover cũng không có được phong độ thực sự tốt. Họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trận đấu gần nhất ở hai đấu trường. Mới nhất, Tampines Rover đã chịu thất bại 2-3 trước Anbirex Niigata ở giải vô địch quốc gia Singapore. Các bạn thân mến, sau những vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2024-2025, v đã nhận được rất nhiều phản hồi về tình trạng câu giờ giữa các trận đấu. Một số huấn luyện viên khẳng định cầu thủ trên sân câu giờ quá nhiều, đồng thời tìm hiểu cách khác nhau để kéo dài thời gian bóng chết mà không được tính đủ vào thời gian bù. Theo ghi nhận, ban tổ chức V-League mùa giải 2024-2025 đã quyết định điều chỉnh quy định về thời gian tính bù giờ và có thể áp dụng lập tức từ vòng năm. Vấn đề câu giờ vẫn là câu chuyện muôn thủ của bóng đá Việt Nam, nhất là tại V-League. Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú đã bày tỏ một số lo ngại về việc cầu thủ câu giờ làm giảm thời gian bóng sống. Ông Tú cho biết, nhìn từ 4 vòng đấu vừa qua, một vấn đề là các cầu thủ ở V-League câu giờ quá nhiều, bóng lăn trên sân quá ít làm giảm chất lượng của trận đấu. Chúng tôi sẽ họp lại với các trọng tài, quán triệt phải bù giờ cho đủ, phải triệt tiêu về việc cao thủ giả vờ chấn thương, triệt tiêu bạo lực. Việc các cầu thủ câu giờ làm giảm tính chuyên môn của giải bóng đá cấp độ cao nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, hình ảnh V-League với những trận đấu liên tục bị gián đoạn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị thương mại của giải đấu, gây bức xúc cho người hâm mộ. Trước tình trạng trên, ban tổ chức V-League đã quyết định vào cuộc. Thông tin chúng tôi mới ghi nhận ban tổ chức giải đấu đã điều chỉnh quy định về thời gian tính bù giờ. Nhiều khả năng điều này sẽ được áp dụng lập tức ở vòng 5 của giải đấu diễn ra vào ngày 26, 27 và 28 tháng 10. Cơ sở để V-League điều chỉnh thời gian tính bù giờ là thay đổi cách xác định thời gian trận đấu. Theo đó, trọng tài sẽ chỉ tính thời gian thực bóng lăn trên sân. Toàn bộ khoảng thời gian bóng chết, trận đấu tạm dừng sẽ được cộng dồn vào khoảng thời gian thi đấu bù giờ mỗi hiệp. Công thức tính thời gian nói trên cũng từng được FIFA áp dụng ở World Cup 2022. Khi đó, nhiều trận đấu đã chứng kiến khoảng thời gian bù giờ lên tới hơn 10 phút mỗi hiệp. Ngoài ra, khoảng thời gian bù thực tế có thể sẽ lớn hơn số phút đã thông báo cuối hiệp nếu cầu thủ tiếp tục cầu giờ. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh TechTrend TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.